Tôi cũng chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi. Ngày mai ra tòa, tôi đang sợ anh Trần sẽ... Em cứ yên tâm đi, lần này á Trần sẽ không đổi ý đâu. Em lại lo chuyện giống bà Sinh chứ gì. Nói đúng hơn là tôi sợ lại thất bại lần nữa, trong khi tôi muốn thắng hơn bao giờ hết. Tôi muốn bố tôi được yên tâm rằng tôi có thể chiến đấu và chiến thắng. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng cho tôi nữa. Và tôi muốn công bằng cho cả tôi và con của tôi. Từ trước đến giờ tôi không đấu tranh, nhưng lòng tôi không cam chịu. Tôi không phản kháng, nhưng không có nghĩa là tôi nhu nhược. Để họ muốn làm gì tôi thì làm. Good. Nè, cô định đưa con về trường học nha. Vâng. Mình hết giờ chơi rồi, mình đi thôi, đi học thôi. Cô đứng lại. Mẹ đi đâu đây? Đủ tang chứng vật chứng rồi nhá. Tại sao cô lại dám bắt cóc con trai tôi hả? Con, con có làm sao không? Con biết là mẹ lo cho con thế nào không? Tại sao con lại dám đi cùng người lạ? Con tưởng cô Đình là bạn của mẹ với cô Hà à? Họ không phải là bạn của mẹ. Từ giờ con phải tránh xa họ ra, nhớ chưa? Cô đứng lại, cô đi đâu hả? Nè, cô làm gì mà chặn đường tôi? Tính cướp ban ngày hả? Tôi sẽ báo công an. Mấy người biết mẹ tôi là ai không? Mẹ tôi là mẹ đó. Để tạo áp lực cho chúng tôi, các người phải dùng cái cách hèn hạ như thế này à? Nói đã. Giờ tao không có tâm trạng nói chuyện đâu. Để lúc khác. Nhưng mà mày nghe tao giải thích đi. Lúc đó tao thấy cái cặp đó nó cứ khiêu khích mình. Tao nghĩ là tụi nó đã dở trò, cho nên tay Trần mới không chịu ra tòa làm chứng. Tao đâu có biết là ông bị tào thao dí đâu. Lúc đó trong đầu tao nóng quá. Tao nói là để lúc khác mà. Nhưng mà tao bức rất quá à. Tao xin lỗi. Tao biết là mày đã dốc sức quyết liệt cho vụ này như thế nào. Mày biết tao dốc sức quyết liệt cho vụ này mà mày phá tao như thế à? Ai cần mày làm như vậy? Hay là mày cứ nóng lên rồi muốn làm gì thì làm, không cần biết là người khác có cần hay không? Nhiệt tình như thế là đại phá hoại, là ngu xuẩn đấy. Tao biết là tao đại ngu xuẩn, tao phá hoại, tao làm hỏng việc lớn của mày. Nhưng mà tao chỉ nghĩ là... Mày nghĩ cái gì? Mày nghĩ là mày làm sai để giờ có người sửa cho mày à? Làm gì có chuyện đó. Giờ tao thua trắng rồi đấy. Vừa ý của mày chưa? Mày thua rồi nào. Vụ nào ra vụ đó, chỉ cần tay Trần ra tòa làm chứng là được chứ gì. Làm chứng xong mày sẽ thắng. Còn tao, gia đình bên đó muốn tố cáo tao thì cứ tố cáo đi. Tao chịu hết á. Tao không có để dính líu liên quan gì tới mày đâu. Mày nói thế mà nghe được à? Thôi. Hai người đang rất bình tĩnh, để lúc khác nói tiếp được không? Chứ bây giờ mày muốn tao nói như thế nào nữa hả? Tao thay là tao ở tù, chứ tao không muốn bạn tao hỏi tao là tao làm như vậy để làm cái gì. Tao làm như vậy để làm cái gì vậy? Để cho mày nói tao ngu xuẩn, rồi mày xố tuyệt với cái tình bạn này của tụi mình đó hả? Tao là như vậy á, mày nghĩ sao thì mày nghĩ đi. Kìa, Đinh. Qua đoạn ghi âm và những hình ảnh từ đồng hồ của Gôn thì chúng tôi còn có cái này. Thank you.
Với chừng này bằng chứng cộng với nội dung tin nhắn bắt tôi nhận tội, 100% cấu thành tội bắt cóc trẻ em. Đơn tố cáo chúng tôi cũng đã soạn xong. Bản chất hai sự việc khác nhau. Chúng ta là người trong cuộc á, ai cũng hiểu rõ thực hư mà. Được. Vậy thì cùng nhau ra tòa, đầy đủ nhân chứng vật chứng. Tôi là đàn ông thì không vấn đề gì. Có điều cô bạn cành vàng lá ngọc của cô ở tù là một trải nghiệm rất là đặc biệt đấy. Ở đây chúng ta hiểu rõ bản chất của nhau quá mà. Nhưng tôi chấp nhận rút vụ này. Anh xóa những bằng chứng về việc của Mỹ Đình. Tôi sẽ rút đơn kiện. Nội dung đơn đề nghị rút tôi đã soạn ở đây rồi. Có sẵn cả chữ ký điện tử. Như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho kẻ bắt cóc trẻ em hay sao? Có những việc trái với luân thường đạo lý cô vẫn thực hiện một cách dễ dàng mà. Đừng có cao giọng như vậy. Được. Nhất trí vậy đi. Chúng ta mỗi bên lùi một bước. Đúng ra anh phải cảm ơn em rất nhiều, vì em đã dạy cho anh rất nhiều thứ. Em dạy cho anh hiểu tình yêu là như thế nào. Hối hận là như thế nào. Sai lầm là như thế nào. Bất lực là như thế nào. Tan vỡ là như thế nào. Và ngay cả khi anh muốn quan tâm lo lắng cho một người mà họ không cần, là như thế nào. Anh nói những điều này với một bà bầu vượt mặt thì có ý nghĩa gì đâu. Em là người nhạy cảm mà. Nhất định em sẽ biết lời nào của anh là thật hay không. Gì? Tao thấy Nam cũng được đấy. Sao hai người không thử cho nhau cơ hội tìm hiểu xem thế nào? Ủa sao tự nhiên ai nhìn vô cũng nói tụi tao có gì là sao vậy? Bởi vì hai người có gì với nhau thật chứ sao. Thiên hạ mắt có mù đâu. Nhưng mà cứ nhấm nhá nhấm nhẳng cơ. Ủa sao ai cũng biết hết trơn vậy nè. Tao không nghi ngờ về sự nghiêm túc của thằng Nam đâu. Nhưng còn mày thì thế nào? Bây giờ trốn tránh hay là dối dám? Kỳ cục quá đi nè. Tự nhiên đang yên đang lành, đang vô tư với nhau tự nhiên chuyển qua cái tông này à. Thì bây giờ mày chỉ xem là mình có cảm xúc hay không, rung động thế nào thôi mà. Ôi, tao cũng không biết nữa, rối ơi là rối đi nè. Trời ơi, đau não quá, đau cái não quá đi. Tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên cái tỏ tình với người ta. Cái gì? Tỏ tình rồi cơ? Trời ơi, ghê gớm nha. Kể xem nào, như thế nào? Nào. Tiện đây xin lỗi anh, làm anh mất một khoản hoa hồng khá từ Đông Ba. Nghĩ lại thú vị phết. Tiếp xúc với bên đó rồi thì tôi mới hiểu lý do tại sao lần trước người ta lại đưa ra một con số nó thiếu tôn trọng như vậy. Anh Tuấn nhà mình ăn dày thật đấy. Sao? Nếu mà tới đây Đông Ba mà thu lại Lan Hà, định thế nào? Đi theo họ không? Hay là đi tìm một chân trời mới? Tôi sẽ rời đi, nhưng không đi tay không đâu. Anh phải mang cả đồ dùng cá nhân đi theo chứ, đúng không? Tôi muốn 10% từ thương vụ anh bán Lan Hà. Đó! 10%! Sao tự nhiên lại vui tí thế nhỉ? À, kêu
Đây cho tôi biết lý do là 10% vô lý này từ đâu. Nói xem nào. Người ta bảo là tham thì tham vừa thôi. Anh tham quá thành quá đáng. Hả? Không hề quá đáng đâu. Mà là xứng đáng đấy.